Tiếp đến thì thầy cùng các bạn làm giải quyết cái bài số 6 của đề số 2. Đề số 2 hơi nặng một tí bởi vì nó có thêm bài số 6. Vì nó có 6 bài nên mỗi câu nó chỉ được 1,67 điểm, 1,6666. Đề bài cho số nguyên dương n và dãy A1, A2, AN. Hãy tìm dãy con liên tiếp dài nhất mà mỗi phần tử xuất hiện đúng một lần. Đây là một cái mô hình bài toán khá quen thuộc mà chúng ta gặp phải. Và mô hình bài toán tìm dãy con liên tiếp thỏa mãn điều kiện. Vậy thì với cái bài toán này thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đây, các bạn quan sát lại đề. Tìm dãy con liên tiếp dài nhất thỏa mãn điều kiện. Đầu tiên ta xác định bài toán để kiểm tra xem đề. Đọc một cái đề dài, các em cần phải tóm tắt lại để trả lời câu hỏi đề cho cái gì. Nào, chỗ Bình Minh quan sát, Dũng quan sát lên bài dãy phân biệt nhé. Bài này khá hay, ngồi xoay hẳn lên, ngồi cho thoải mái. Ta có đề bài cho cái gì? Đề bài ta cho n và cái dãy A1, A2, AN. Bài này cần tìm cái gì? Đấy, ta phải luôn đặt ra câu hỏi cho cái gì, cần tìm cái gì, và cuối cùng ta trả lời là tìm như thế nào. Đấy. Output của bài toán này thì ta sẽ thực hiện là đưa ra độ dài dãy con dài nhất thỏa mãn. Rồi, bây giờ ta xác định được bài toán rồi. Bây giờ ta có thuật toán. Thì ta có thuật toán thứ nhất ta có thể làm được. Đề bài người ta yêu cầu tìm dãy con liên tiếp thỏa mãn. Vậy thì ta nhận xét luôn. Ta nhận xét luôn. Đây nó thuộc một cái lớp bài toán. Là lớp bài toán tìm dãy con liên tiếp thỏa mãn điều kiện, một cái điều kiện sao nào đấy. Đây là một cái mô hình bài toán rất phổ biến nhé. Tìm dãy con liên tiếp dài nhất mà số lượng số chẵn bằng số lượng số lẻ. Các bạn còn nhớ bài 561 không? Đấy. Tìm dãy con liên tiếp mà nó là một dãy tăng. Tìm dãy con liên tiếp là dãy giảm. Trong những dãy đấy, dãy nào là dài nhất? Vậy thì mô hình của bài toán này thì ta chạy bằng cơm như sau. Ta cho y chạy từ 1 cho tới n trừ 1. Sau đó ta lại duyệt. Ta for hai vòng đuổi nhau. J chạy từ y cộng 1 cho tới n. Cứ với mỗi dãy con này thì ta sẽ thực hiện yêu cầu là nếu kiểm tra cái dãy con từ y đến j mà nhận giá trị là true thì điều đó chứng tỏ rằng dãy này là dãy thỏa mãn điều kiện thì ta thực hiện các công việc. Nếu người ta hỏi cập nhật giá trị lớn nhất thì mình sẽ cập nhật kết quả. Đấy. Là bao gồm tổng lớn nhất, tích lớn nhất, độ dài lớn nhất. Còn nếu mà người ta hỏi về độ dài thì nhớ rằng một dãy con bắt đầu từ y kết thúc tại j thì nó có j trừ y cộng một phần tử nhé. Đấy. Ví dụ như y thầy cho bằng 8, j cho bằng 10, từ 8 đến 10 có mấy phần tử? Có 3 phần tử. Nó sẽ là cuối trừ đầu cộng 1, 8, 9, 10. Nó có 3 thằng đúng không? Nên nó sẽ là cuối trừ đầu cộng 1. Cuối trừ đầu cộng 1. Đấy. Đây là số lượng phần tử nhé, độ dài hay số lượng phần tử. Ví dụ như tìm dãy con liên tiếp dài nhất mà số lượng số nguyên tố bằng số lượng số hợp số. Hợp số đó là không phải số nguyên tố thì người ta gọi nó là hợp số. Được không? Vậy thì bây giờ ta quay về tổ chức một cái hàm để kiểm tra xem nó có thỏa mãn hay không. Vậy thì để giải quyết cái lớp bài toán đấy, quan trọng nhất là nó khác nhau mỗi cái hàm kiểm tra thôi. Rồi quay trở lại bài toán này, hàm kiểm tra là người ta yêu cầu kiểm tra cái gì? Điều kiện đâu? Có phải là thằng này không? Hàm của mình bây giờ là kiểm tra xem dãy con này mỗi phần tử có chỉ xuất hiện đúng một lần. Bình Minh có cách nào đề xuất cho thầy là cách để kiểm tra một dãy con xuất hiện mà mỗi phần tử xuất hiện đúng một lần thì làm như thế nào? Tăng đi lên. Sau đó như vậy bài toán là quay ra đếm số lượng các phần tử khác nhau trong đoạn từ y đến j. Nếu số lượng các phần tử khác nhau đó đúng bằng j trừ y cộng 1 thì chứng tỏ dãy số này chỉ bao gồm các phần tử khác nhau.
đúng không? Số lượng phần tử mà bằng độ dài thì chứng tỏ rằng nó. Còn có cách thứ hai, ta tận dụng ngay cái thằng set. Ta cho y chạy từ y đến gì, ta put nó vào trong set. Thì đúng thật là thằng set chấm sai đó chính là số lượng phần tử khác nhau trong dãy, đúng không? Và khi đó thì thằng set chấm sai bằng g trừ y cộng 1 thì đó chính là, được chưa? Vậy thì theo phương pháp ta sử dụng một chút công nghệ ở đây thì ta sẽ giải quyết cái bài toán này. Thì ta sẽ sang bước 1, ta sẽ thực hiện nhập n vào cái dãy AI. Ở bước thứ hai, ta sẽ thực hiện đúng theo cái mô hình bài toán chạy bằng cơm này. Đấy. Bước 2, ta sẽ thực hiện duyệt y chạy từ 1 cho tới n. Nếu kiểm tra thằng easy thì ta thực hiện cập nhật kết quả. Vì ta kiểm tra easy là kiểm tra dãy này chỉ bao gồm các phần tử khác nhau, nên khi mà nó đi vào tới đây chứng tỏ dãy này thỏa mãn và dãy này có g trừ y cộng 1 phần tử. Vậy thì khi đó ta có z của ta sẽ bằng max của thằng z với g trừ y cộng 1 phần tử. Được chưa? Đây thằng này là thằng lưu độ dài dài nhất trong những thằng thỏa mãn. Được chưa? Rồi bây giờ sau đó ta sang bước cuối. Ta sang đưa z ra. Chúc cùng xong chưa nhỉ? Không, để thầy một giây để chữa nốt cái bài này. Rồi. Vậy thì bây giờ ta sẽ quay trở lại tổ chức cái bool kiểm tra của một số từ L cho tới R của một cái dãy, để kiểm tra xem một cái dãy trong đoạn từ L đến R có gọi là gì nhỉ? Trong một đoạn từ L đến R mà có cái phần tử, có phần tử khác nhau hay không, chỉ bao gồm các phần tử khác nhau hay không, thì thầy sẽ thực hiện công việc đẩy nó vào trong một cái set. Được chưa? Vậy thì ở đây thầy sẽ thay vì việc khai báo biến set ở đầu chương trình thì thầy khai báo set luôn ở đây. Bởi vì mỗi lần khai báo set ở đây thì cái set này nó tự clear đi. Nhá. Tự clear đi là nó sẽ rỗng. Bởi vì cái dãy con thứ nhất các bạn chèn nó vào. Thứ nhất gặp một dãy con chèn vào thì nó chèn nối tiếp vào, đúng không? Thì khi gặp thủ tục set int sẽ khai báo C ở đây thì nó khởi tạo set bằng rỗng luôn. Nhá. Tới đây thì ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt y chạy từ L cho tới R và thực hiện là gắn luôn cái thằng C chấm insert, đúng không? C chấm insert thằng y vào, quên nhầm, chèn thằng a y vào. Sau khi chèn xong thằng này thì set C lưu các phần tử khác nhau trong đoạn từ L đến R. Đề bài người ta hỏi là dãy này chỉ bao gồm các phần tử khác nhau hay không. Một dãy từ L đến R mà bao gồm các phần tử khác nhau thì số lượng các phần tử trong set nó sẽ phải bằng là L trừ R trừ L cộng 1, đúng không? Vậy thì ta kiểm tra xem là nếu dãy chỉ gồm các phần tử khác nhau thì cái thằng, nếu cái thằng C chấm sai mà bằng thằng R trừ L cộng 1 thì ta ri ra chu ngược lại, ta ri tên phô. Đấy, thì ngược lại ta ri tên phô. Chỗ này được không Duy? Rồi, thì ở đây chỗ này thì ta sử dụng sức mạnh công nghệ một chút, đúng không? Sử dụng set để lưu nghiệm. Thì thay vì việc cách của mình trước đây khi code trong Pascal thầy sẽ làm theo cách của Bình Minh, thầy sẽ gấp các cái phần tử ở trong cái đoạn từ L đến R vào một mảng C, sau đó thầy sort nó lại thành một dãy tăng, sau đó thầy sẽ thực hiện công việc là đếm số lượng phần tử khác nhau trong dãy đó. Sau đó nếu số lượng các phần tử khác nhau đó vào biến đếm mà bằng R trừ L cộng 1 thì thầy return true, ngược lại return false. Đấy. Thì đây là cái bool kiểm tra một cái dãy có chỉ bao gồm các phần tử khác nhau hay không. Đấy. Như vậy thực hiện như trên thì chúng ta đã giải quyết được cái bài toán. Ở cái bài toán này thì ta có thuật toán 2. Ở cái thuật toán 2 này thì trong cái quá trình chấm code của các bạn thì có một số bạn đề xuất có một cái ý tưởng rất lớn, khá vĩ mô.
Các bạn ấy đã được chứng minh được rằng là để tìm được một cái dãy con liên tiếp mà số lượng phần tử khác nhau ấy, thì bạn ấy lại đi tìm số lượng phần tử giống nhau, số lượng cặp phần tử giống nhau. Và khi vì số lượng cặp phần tử giống nhau mà thì khi đó cái dãy con dài nhất mà bao gồm các phần tử khác nhau thì bằng n trừ đi số cặp phần tử đấy. Giả sử thầy gọi D1 là số lần xuất hiện của số 2, D2 là số lần xuất hiện của số 3, D3 là xuất hiện của số 4. Thì khi đó dãy số của thầy gồm có 5, 6, 7 nữa. Thì n là số lượng phần tử. Thì số lượng phần tử khác nhau của thầy sẽ thu được bằng n trừ đi thằng D1 trừ đi thằng D2 trừ D3 trừ D4. Đấy, trừ đi số cặp phần tử giống nhau. Tuy nhiên thì ở trong cái mô hình của bài toán này thầy đang muốn hướng tới các em theo cái thuật toán một này, nó quy về quy về bài toán tìm dãy con dài nhất thỏa mãn điều kiện. Cái bài này là ta có thể giải bất bằng rất nhiều phương pháp. Ví dụ như tìm dãy con liên tiếp dài nhất thỏa mãn điều kiện thì đó là giải thuật Cardin đúng không? Cardane, giải thuật Cardin. Rồi trên đây là mô hình của cái bài toán đi tìm dãy con liên tiếp mà mỗi phần tử xuất hiện đúng một lần duy nhất. Bài này có nhiều cách làm khác nhau nữa. Vậy thì ta thử xem các bạn đã nộp, các bạn nào đã nộp cái bài này rồi. Ủa? Rồi. Có bạn Tùng nộp đây. Bạn Tùng, bạn chạy sót lại thành một dãy số cho từ đầu đến cuối dãy số nếu hai phần tử bằng nhau, tăng biến đếm lên. Và kết quả của bài toán đó chính là biến đếm trừ đi một. N trừ đi biến đếm. Đây là giải thuật 2 nhé. Cũng khá hay. Ta thử xem bạn Duy Sồm làm thế nào. Bạn Duy thì bạn chèn tất cả các phần tử vào trong set và bạn kết luận luôn là các phần tử khác nhau trong set đó chính là số lượng phần tử khác nhau chọn được. Có đúng không nhỉ? Đấy. Rồi còn ai ở đây nữa nhỉ? Có bạn Nguyên. Bạn Nguyên thì bạn sẽ tiếp cận theo cái hướng là nếu hai phần tử mà khác nhau, bạn duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số, nếu hai phần tử khác nhau thì bạn tăng biến đếm lên. Thì khi đó cái bạn gọi D là số lượng phần tử khác nhau của độ dài dãy con dài nhất kết thúc tới vị trí thứ y. Nếu vị trí thứ y mà khác vị trí thứ y trừ 1 chứng tỏ rằng A thứ y có tham gia vào dãy con khác nhau dài nhất kết thúc tại y. Đúng không? Vậy thì khi đó thì bạn tăng biến đếm lên, ngược lại thì tuy nhiên giải thuật này thì nó cũng không hoàn toàn chính xác, nó chỉ đúng trong trường hợp dãy đã sắp xếp. Đúng không? Đó, 1 3 4 1 3 4 1 3 4 thì khi đó giải thuật này nó không còn chính xác nữa. Đấy. Như vậy ở đây thì thầy có giải thuật của bạn Tùng đề xuất đây, một trong những giải thuật khá tối ưu. Ở đây, đây là thuật toán 2. Đấy, bước 1 ta sắp xếp, bước thứ 2 ta duyệt từ đầu đến cuối và ta chứng minh được rằng dãy con ta liên tiếp dài nhất mà các phần tử khác nhau thì bằng n trừ đi số lượng cặp dãy con bằng nhau. Số lượng trong đó n là trả về số lượng cả. Đây là một trong những ý tưởng rất lớn để làm cái bài toán dãy con phân biệt. Rồi trên đây là nội dung của bài số 6, đề số 2. Rồi, chúc các bạn thành công nhé.